Kính thưa quý vị, thì như quý vị nhìn lên trên cái banner ở trên, cái tiêu đề ở trên, thì ngày hôm nay Đồng Đạo Thường Như sẽ thuyết trình một đề tài là trên con đường về. Xin hỏi Đồng Đạo Thường Như có, nếu có mặt thì xin giơ tay lên để chúng tôi xin mời Đồng Đạo Thường Như lên bắt đầu đăng đàn để trình bày cho anh em đồng đạo chúng ta cùng nghe. Ok, sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị theo dõi cái phần nói chuyện của Đồng Đạo Thường Như nha. Ok, xin mời Đồng Đạo Thường Như. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, theo sự phân bố công việc ở trên room phụ trách hàng ngày trong tuần, thì hôm nay là ngày Chủ Nhật, chúng tôi phụ trách thuyết trình một đề tài. Và nhân duyên đạo pháp mà chúng tôi lúc nào cũng rất là chú trọng và rất là mong mỏi muốn được gặp gỡ quý vị trong tâm tình chia sẻ đạo đức. Và hôm nay thì lại đến ngày mà chúng ta có việc mà trao đổi một số khái niệm về việc tu hành quanh giáo lý của Đức Thầy Tôn Kính, để toàn thể huynh đệ anh em chúng ta tìm hiểu đạo lý, khái niệm được những cái phần pháp lý mà bắt tay vào việc thực hành đạo lý, thì chúng ta gặt hái được qua trái trong sự tu tập. Và cái mà chúng ta mong mỏi đó là chúng ta sẽ được chuyển biến tâm linh rồi thể hiện trên cuộc sống tính giác, để chính tự thân chúng ta an lạc, thanh tịnh, hạnh phúc. Cái nguồn hạnh phúc ấy nó tỏa ra làm cho đẹp gia đình, đẹp xã hội và đẹp cả nhân loại thế gian. Đó là ước mơ của Đức Thầy. Khi mà chúng ta đã quy y cùng Ngài và chúng ta đã đặt một niềm tin lớn ở nơi Đức, sự cứu vớt của Đức Thầy, ở trí tuệ tột vời của Đức Thầy là một vị giác Phật trong thời đại. Ngài là một Bồ Tát Lâm Phàm, một vị Phật của đương đại. Và Ngài đã ân cần, đã đem biết bao nhiêu tâm huyết để trao chúng ta cái pho giáo lý nhiệm màu mà bấy lâu nay chúng ta nghiền ngẫm tìm tòi, chúng ta cảm nhận được rất là sâu sắc. Và trong tất cả chúng ta hôm nay, dẫu rằng trong hội trường chúng ta hôm nay khoảng 30 thành viên, nhưng mà chúng ta nói lên được tinh thần lúc nào cũng hướng về đạo, lúc nào cũng muốn tìm hiểu đạo lý để chúng ta tu tập. Đây là cái đáng quý, cái mà đáng nói trong tất cả chúng ta. Chúng ta là những người cùng chung một đạo, thậm chí có những mình có cái nhân duyên và hướng về cái giáo lý siêu thượng của Phật giáo Hòa Hảo. Và chính vì lẽ đó mà chúng ta cũng là những người chung một con đường, chung một tầm nhìn, chung một quan điểm tu tập. Chúng ta có rất nhiều điểm chung ấy, và hôm nay thì cũng từ trên cơ sở điểm chung kia, tôi xin chân thành trao đổi cùng quý vị một đề tài mà rất là không lạ, rất là gần gũi, nhưng mà tôi nghĩ chúng ta cũng phải có cảm nhận để có một định vị rõ ràng. Đó là con đường, trên con đường về. Khi đặt vấn đề đề tài trên con đường về, khi quý vị nghe được giới thiệu, có lẽ quý vị mọc ở trong đầu một ý niệm: ông này muốn nói cái vụ gì, đi đâu mà về đây? Thưa quý vị, chúng ta đi đâu mà chúng ta phải về? Chúng ta ở đây có nghĩa là tôi cùng quý vị, cùng tất cả loài người trên thế gian này, tất cả những người đang hiện diện trên cõi nhân gian đang đi đấy. Nhưng mà mỗi người đang đi một cách, một hướng, mà chúng ta đang đi mà rồi tại sao phải dịch đi lang thang vô định, đi không có biết đường về? Chúng ta đã lê bước phong trần dài dạt gió sương, và hôm nay chúng tôi trình bày trên con đường về, có nghĩa là chúng ta đã nhận được một con đường, chúng ta đã thấy được, đã dừng lại được, và chúng ta đã quay bước trở về con đường đạo đức. Con đường đó là con đường đạo đức. Thưa quý vị, chúng ta đã đi đâu mà về? Thì xin trả lời, chúng ta đã đi trên con đường đời quá nhiều, đắm nhiễm, say mê và lạc lòng.
Chúng ta đang bơ vơ vô định trên nẻo luân hồi mà nhiều nhiều thật là nhiều kiếp, chúng ta không dừng lại được. Và hôm nay chúng ta về là chúng ta may mắn, chúng ta may mắn, chúng ta có cái phước duyên, chúng ta nhận được giáo lý siêu màu của Đức Thầy. Đó là chúng ta quy y, chúng ta quay về. Quay về với con đường đạo mà Đức Thầy đã giang tay tìm con lành dắt lại Phật đường, thì chúng ta lại nghe lời Thầy, chúng ta quay về Phật đường ấy. Trước khi trình bày đề tài trên con đường về, trước khi để chúng ta đi sâu vào nội dung của đề tài, chúng tôi kính mời toàn thể chư quý vị hiện diện, quý vị xin dừng lại một phút, xin lắng lòng lại một chút, và quý vị tưởng tượng trong đầu một chút, quý vị cho một phút tưởng tượng. Quý vị tưởng tượng cái gì? Đây, xin quý vị tưởng tượng một khung trời, tưởng tượng một hình ảnh mà chúng tôi sẽ hướng cái tưởng tượng quý vị, để quý vị thấy rằng chúng ta là cái người mà chúng ta là những giống hệt như cái nhân vật mà ở trong cái câu chuyện mà chúng tôi hướng quý vị tưởng tượng đây. Và xin kính mời quý vị dành một phút lắng lòng tưởng tượng. Kính thưa quý vị, hình ảnh một lữ khách lang thang trên con đường đời giữa trời chiều. Hình ảnh lữ khách lang thang trên con đường đời giữa trời chiều với gót phong trần dè dặn. Nét mặt thì chán chường, u buồn, đượm vẻ phong sương. Lữ khách bước những bước đi chập choạng, nặng nề, mắt đăm chiêu mơ hồ. Ngày mai rồi sẽ ra sao? Lữ khách tự hỏi. Và ngày mai đời sẽ về đâu? Lữ khách bơ vơ, lữ khách vô định, mờ mịt, hoang mang. Những vết tích hằn sâu trên tấm thân tứ đại, trên vầng trán răng reo, trên nếp nhăn sau khóe mắt, mái đầu đã bạc hơn nữa. Lữ khách gối đã mỏi, mắt đã lờ. Những vết nghiệt ngã còn in đậm nét tang thương và nặng trĩu trên tâm hồn ngán ngẩm. Bỗng lữ khách bỗng dừng lại. Dừng lại cuộc đi quan, dừng lại cuộc lang thang vô định. Đôi mắt tuy đã bớt tinh anh, nhưng lữ khách còn đủ để thấy được bóng mịt mờ xa thẳm vô vọng của con đường đời trước mặt lữ khách. Trời đã chập choạng thối, ngày đã hết rồi, lữ khách nhận rất là rõ. Ánh dương quang sắp tàn, một màu đen sẫm sắp bao trùm vạn vật, trong đó có lữ khách đang đứng. Đâu đây tiếng ma trời rên xiết, đâu đây tiếng cú khóc nghẹn ngào, đâu đây tiếng gầm gừ giận dữ của loài thú dữ, đâu đây âm thanh đồng vọng của tiếng đạn bom rền, của oán hờn bủa khắp, của những tiếng nấc nghẹn ngào, của bất mãn, của bất công, của bất toại nguyện, đâu đây dè dặn những hình ảnh, những ảo bóng kinh hồn của buổi hoàng hôn u ám ghê rợn. Lữ khách nhắm mắt lại, lữ khách nhắm mắt lại, ôm đầu, ngăn mặt, khổ đau và bất lực. Trời chiều bên bến sông mê, dòng nước sông đục ngầu vì tham vọng, nghi ngút khói hoại thà, sân nhuế và ngu si. Dòng sông cứ lững lờ trôi một cách vô tình, trôi một cách vô tình, vô tình. Vì tất cả những cái của nó có, không phải nó muốn có, mà tại người ta đã ném vào nó những tính chất mê mờ, khổ đau mà thôi. Lữ khách phắt dừng lại rồi ngồi xuống bên dòng sông. Lữ khách muốn giang tay ôm lấy dòng sông, vì lữ khách bỗng thoát một thoáng tư duy rằng lữ khách thấy thương mình quá đỗi, nên thương được tất cả nghiệt ngã của dòng sông duyên phận. Bỗng bên kia bờ sông mê, một vầng trăng hiện sáng rực cả khung trời xa,
đẩy lùi những bóng hắc ám. Và từ bên kia sông xuất hiện một chấm đen xuất hiện, rồi từ từ hiện rõ, thì ra là một ông lão chèo đò với chiếc bát ngã thoàn vững vàng và tươm tất. Ồ, ông lão đang ung dung thanh thoát dông thuyền trên những cơn sóng dữ giữa dòng sông mê, cất tiếng cao giọng thanh thao như chuông đồng ngân nga đồng vọng, sẵn lòng đưa qua bến gác. Ông lão vẫy tay mời gọi nâng niu chàng lữ khách: mau xuống, mau xuống thuyền từ đảo Hạnh. Và chàng lữ khách chừng như được kích thích, được thôi miên rung động, bước xuống thuyền. Khách tự ý thức bổn phận, gầy thêm cái chèo, thêm một cái chèo nữa trên chiếc thuyền ấy, cùng ông lão ra sức vượt sông. Vì dòng sông bấy giờ đang thét gào sóng vỗ, bởi bão tố ngập tràn, gió giông bời bời nhiễu loạn. Ông lão và chàng lữ khách lúc này sao giống nhau như một, và chỉ còn là một. Một dạ, một lòng, một sự bình an đưa con thuyền về bến giác trong phong ba bão tố của cuộc đời. Thuyền đã về cập bến giác, đậu trên bến bình an. Lữ khách cũng không còn là người khách trần lạc lõng bơ vơ và đau khổ, mà giờ đây khách đã đi về. Về nhà, về với đảo, ấy là về đến chốn an cư. Hỡi chứ đồng đạo thân mến, quý vị có thấy hình bóng của lữ khách là hình bóng của chính chúng ta hôm nay hay không? Xin quý vị dừng lại một phút tư duy, và chúng ta hãy nghe lại chính mình, hãy dòm lại những bước chân trong cuộc đời của chúng ta từ khi nhỏ cho đến bây giờ. Gót phong trần dày dạn gió sương, bao nhiêu tiếng khóc, bao nhiêu câu cười. Và chúng ta đã đi trên con đường đời gió bụi, chúng ta được những gì, mất những gì, còn lại những gì? Và chúng ta đã dừng lại chưa tất cả những cái này, tất cả những cái điều này mà chúng tôi đọc quý vị, cho quý vị lắng nghe lại chính mình. Quý vị có thấy mình là một lữ khách, mỗi người ở một vị trí, mỗi người ở một cảnh ngộ, mỗi người ở một hoàn cảnh không giống nhau. Nhưng tôi nghĩ rằng tự trung chúng ta có chung một quan điểm, có chung một cái thấy là chúng ta đã đi lạc đường lắm rồi. Và chúng ta phải quay về. Sau khi chúng ta đã dừng lại, chúng ta dừng lại được, đấy là một cái thơ duyên lớn. Chúng ta dừng lại được, đấy là một cái điều mầu nhiệm trong kiếp nhân sinh của chúng ta. Thưa chư đồng đạo thân mến, có những người bây giờ họ chưa dừng lại được đâu. Họ đang lầm lũi và có thể đang giống một cái bước chân rất là chệch choạng, rất là khổ đau. Họ vẫn cứ lầm lũi đi tới mà mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm, họ không biết đi về đâu. Và đến cuối cùng của cuộc đời họ thì là một sự đọa lạc, một sự bơ vơ lạc lõng khủng khiếp và khổ đau. Nhưng kính thưa quý vị, chúng tôi biết rất rõ, chúng tôi tin tưởng rất là mãnh liệt rằng quý vị ngồi ở đây và cùng chúng tôi, chúng ta có được một niềm tin, chúng ta đã quy y với đạo rồi đấy. Thưa chư đồng đạo thân mến, như vậy là chúng ta đã chấm dứt cuộc đi hoang. Và như vậy, sau khi đi dừng lại và quay bước đi về, tức là chúng ta đã quy y với đạo, quy y với thầy, phải không thưa chư đồng đạo thân mến? Bây giờ tôi và quý vị hãy định nghĩa của quy y là cái gì vậy? Quy y là gì? Xin quý vị lắng nghe nguyên văn. Ủa, bạn đang ở trong biển mê sông khổ, thường bị những chướng nghiệp nhiều đời mà làm cho linh hồn chìm đắm trong ba cõi sáu đường, xuống xuống lên lên, luân hồi chuyển kiếp. Ấy cũng tại lạc ấy khiến các trò nhận lấy cái thân ô trượt này là thật. Cái cảnh phú quý cùng cuộc tình duyên tồn tại vui sai. Nào hay thân vô thường tạm mượn cho tứ đại hiệp thành, cuộc phú quý tựa đám phù dân.
Cái sắc nước hương trời ấy của các trò có khác chi là cành hoa sớm nở chiều tàn, không chi bền chắc, còn tội chướng thì linh hồn phải chịu luân chuyển báo đền. Ngày nay đã tỉnh ngộ quy cùng Phật Pháp, như vậy cửa trường sanh bất diệt các trò đã gặp nẻo. Nương đèn trí huệ ly xuất phàm trần, chẳng cảnh phồn hoa tìm nơi tịch tịnh. Nhưng các trò tuy có lòng ngộ đạo, chớ chưa hiểu rành nẻo bước đường đi, hãy tạm xét chữ quy y cho thấu đáo. Quy là về, mà về đâu? Về cửa Phật. Y có nghĩa là vâng lời theo khuôn mẫu. Vậy quy y đạo Phật là nương nhờ cửa Phật và làm y theo lời Phật dạy. Phật từ thiện cách nào, ta phải từ thiện theo cách nấy. Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta cũng làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá vâng lời. Cần nhất là ở giữa chỗ giữ giới luật hàng ngày. Còn sự lễ bái là điều phụ thuộc, là món trợ đạo để nhắc nhở các trò nhớ phận sự mà làm. Thầy xét trong tam nghiệp, các trò còn mang nặng lắm. Trong đường tu, nương theo tam nghiệp thì khổ não lắm. Chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về cửa cõi Phật. Tam nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, đọc lại trong cuốn Khuyến Thiện. Nhưng thầy xét lại khẩu nghiệp của các trò còn nặng nề hơn hết. Hãy lấy gươm trí huệ mà dọn sạch ma lòng. Hãy lấy lòng khoan dung mà đổi đãi lẫn nhau. Hãy lấy lòng bác ái nhân đạo mà cư xử với mọi người. Cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật, hãy ráng sức thi hành, sẽ có thầy ủng hộ. Kính thưa chư đồng đạo thân mến, vừa qua chúng tôi đọc lại nguyên văn cái bài lời khuyên bổn đạo, một bài mang danh đề tựa giống hệt như tám điều đăng cấm, nhưng lại là không phải tám điều đăng cấm. Bây giờ Đức Thầy dạy chúng ta quy y á, mà chúng ta đã quy y rồi. Quy y thì phải làm y. Giữ lòng thanh tịnh, từ bi giúp đời. Đây là nội dung của tất cả những điều mà chúng ta trình bày hôm nay. Quy y là đi về với đạo, về với con đường thanh hạnh phúc thanh cao của đạo, về với Phật đường, về với sự giáo dục dạy dỗ của tổ thầy trong giáo lý, về với cái nôi đạo đức mà chúng ta đoàn kết nắm tay nhau để cùng đi về cái hướng quang minh. Chúng ta đi về là quy y, mà Đức Thầy dạy là quy y thì khá làm y, chứ không phải để y. Để y nghĩa là Thầy dạy là mình không có làm gì trơn, hoặc làm ngược lại. Còn cái này là Đức Thầy đi y thì phải làm y. Rồi làm y làm sao? Giữ lòng thanh tịnh, từ bi giúp đời. Vậy thì cái câu mà Đức Thầy biểu chúng ta làm y đó, nó có hai vế quan trọng là giữ lòng thanh tịnh, rồi sau đó là từ bi giúp đời. Vậy thì tôi và quý vị á, mới nghiên cứu coi giữ lòng thanh tịnh là làm sao, để rồi chúng ta biết cái lòng thanh tịnh này nó là cái gì. Mà sau khi chúng ta giữ được lòng thanh tịnh rồi, chúng ta mới đủ điều kiện, đủ tất cả những điều kiện thuận lợi và hiệu quả khi chúng ta sử dụng cái lòng thanh tịnh kia mà từ bi giúp đời. Từ bi giúp đời là cái gì đó mà sau khi chúng ta đã phải giữ lòng thanh tịnh. Đây là một công thức, một lộ trình gần như là rất là tuyệt đời mà rất là căn bản. Chúng ta không thể đi khác hơn được. Khi mà Đức Thầy đã dắt chúng ta con đường quy y, quy y thì phải làm y mà giữ lòng thanh tịnh, rồi từ bi giúp đời. Vậy thì bây giờ giữ lòng thanh tịnh là sao? Làm sao chúng ta phải giữ lòng thanh tịnh được? Bởi vì chúng ta nghe lời Thầy dạy giữ lòng thanh tịnh có nghĩa là Ngài đã biết rằng bổn đạo đệ tử của Ngài không có thanh tịnh miếng nào hết trơn. Thanh là gì? Thanh là trong, tịnh là sạch. Chúng ta không có trong mà cũng không sạch. Chúng ta lòng đục ngầu bởi tham sân si mạn nghi ác kiến. Chúng ta rất là ô nhiễm bởi những cái gì tham đắm, những cái si mê trần trượt. Tất cả những cái đó nó dơ, nó đắm nhiễm, nó nê địa. Cho nên không có thanh tịnh một chút nào. Lòng không thanh, tánh không tịnh. Cho nên Đức Thầy biểu phải giữ lòng thanh tịnh. Biểu giữ lòng thanh tịnh. Thì bây giờ chúng ta giữ lòng thanh tịnh là chúng ta phải làm sao? Đầu tiên là chúng ta thấy cái điều mà chúng ta phải ngó tới qua lời dạy dỗ của Đức Thầy, đó là số 1.
tu tâm dưỡng tánh lành. Bởi vì muôn pháp đều do tâm xuất phát, tất cả các nghiệp chướng đều do ý nghiệp mà ra, tất cả mọi thứ đều tâm, tâm được quy túc tất cả, vạn pháp ghi tâm. Vậy thì dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, tất cả những cái thành phần đó đều một chữ tâm mà ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Vậy thì bây giờ nếu muốn giữ lòng thanh tịnh thì phải trở về thanh tịnh cái cõi lòng, tức là cái tâm của chúng ta phải thanh tịnh. Vậy thì bây giờ muốn thanh tịnh tâm là phải tu tâm, mà muốn tu tâm thì phải dưỡng tánh. Đây là Đức Thầy dạy, phải ráng tu tâm dưỡng tánh lành, đừng cho ma nghiệp vọng tâm sanh. Đức Thầy dạy rất là kỹ ở chư đồng đạo, rất là rõ và cụ thể vô cùng. Bây giờ muốn tu tâm, muốn thanh tịnh cõi lòng thì chúng ta phải tu tâm, mà muốn tu tâm thì phải dưỡng tánh. Đó, muốn tu tâm thì phải dưỡng tánh. Tu tâm là sửa cái tâm, sửa cái tâm, mà sửa cái tâm tức là phải nuôi dưỡng cái tánh lành. Nuôi dưỡng tánh lành chứ không phải nuôi dưỡng cái tánh dữ. Chúng ta có nhiều cái tánh tệ lắm, cái tánh dữ dằn kỳ cục lắm, mà dung đắp nó cho nó lớn lên là nuôi đấy. Tôi có nhiều người bạn tánh tình rất là nóng nảy, lại khuyên lên thì cũng nói tại tánh tôi gì không ơi, sửa không được. Dạ vậy được, chấp nhận chịu chết với cái tánh đó hay sao? Và cứ mỗi một việc đến là y nóng lên, mỗi một việc nghịch lòng là y cáo kỉnh, mỗi một việc bất xứng ý là y quả quọ, rồi ganh, rồi ghét, rồi hờn, rồi bủa dây trong đầu lúc nào, rồi ngày một ngày thêm ra, nuôi cái tánh nó lớn đến độ là bây giờ nó như một cái gốc lâm dồ vậy đó. Và rồi không có ai đụng tới được. Quý vị nghĩ sao? Mình nuôi cái tánh như vậy là mình phải là sao đấy? Vậy thì mình đồng quá mình với cái tánh đó. Và mình nói tánh tôi vậy đó, nghĩa là mình là như vậy đó. Mình là một khối lửa, ai đụng tới không được. Cãi lẫy, oán hận, ghét ganh, rồi thù hằn, rồi đổ dài theo đằng sau đó là cái gì? Đức Thầy nói ganh, ghét, hờn thì thảm muôn bề. Sau đó là thảm thê thảm. Cuộc đời là một dàn trải một sự u buồn, khổ sở, ghét đầu này, giận đầu kia, kéo ngay sau lưng không biết bao nhiêu những cái điều mà phải thưa, phải kiện, phải dự xử, phải này, phải kia, đủ thứ chuyện. Mà rồi không một giờ phút yên ổn. Ai làm nên cái đó vậy? Chính chúng ta làm nên, chúng ta nuôi nó lớn ra chứ ai. Vậy thì bây giờ tánh mình có phải là vậy sao? Mình là như vậy đấy sao? Đâu phải. Mình là cái bản thể thanh tịnh chân như đó, là mình có cái tánh Phật. Thế mà bây giờ mình không có nuôi cái tánh Phật, cái tánh hiền từ mình không chịu nuôi. Bây giờ mình dưỡng, mình nuôi cái tánh như vậy đó, rồi mình nói mình là cái tánh như vậy đó. Đây là cái tâm lý chung. Chúng tôi không có chỉ anh A, anh B nào đâu, mà chúng tôi quay là chính mình để thấy rằng có những lúc mình cũng làm như vậy đó. Cho nên mình rất là hổ thẹn khi mà mình biết mình đi sai hướng. Thì bây giờ muốn tu tâm thì phải dưỡng tánh nào quý vị. Dưỡng tánh là nuôi cái tánh, mà nuôi tánh lành. Đức Thầy nói rất là rõ, phải ráng tu tâm dưỡng tánh lành. Bây giờ vụ tánh dưỡng tánh này biểu gì nữa nào? Đừng cho ma nghiệp vọng tâm sanh. Vọng tâm là cái gì? Vọng tâm là cái tâm không thanh tịnh, cái tâm không có an ổn, mà lát nó nổi lên tham, lát nổi lên sân, lên si, lên mê, lên đắm, lên hờn, lên giận, lên ghét, lên ganh, lên cái này, cái kia, cái nọ lu bu. Mà nó nhân ngã bỉ thử năng sở, nó rền trời, nó bủa khắp, mà hãy mở con mắt ra cho tới tối, rồi ngủ giấc tướng dậy, trong giấc cũng chiêm bao, mở mắt cũng chiêm bao, rồi lu bu lan man, đủ thứ trăm dò, trăm điều ngang ngửa. Cái đó là vọng tâm đấy. Mà Đức Thầy cho biết đó là ma nghiệp. Nó là ma nghiệp chứ không phải là Phật tâm. Mà Đức Thầy biểu chúng ta phải ráng tu đem được Phật vào trong tâm, lời hiền nói rõ quả thâm, để cho trần thế tĩnh tâm tu trì. Vậy thì bây giờ nếu mà quý vị không đem được Phật vào trong tâm thì cái thứ đó trong lòng ma không như vậy mới làm sao? Làm sao mà chúng ta gặp Phật? Bởi vì lòng ta là mãnh lành, đừng cho ma nghiệp vọng tâm sanh. Quay về đây, quý vị thấy Đức Thầy chỉ quay về thì chúng ta đã quay về rồi nè. Quay về đâu? Cội phúc đường chân đạo. Chỉ có đạo mới là nguồn cội của hạnh phúc, mới gọi là cội phúc. Chỉ có chân lý của đạo mới là nguồn chân đạo. Và Phật Pháp Thiền Na giúp thực hành. Thiền Na là vắng lặng thanh tịnh, ở trong không nhiễm ô, ở trong không loạn động, và ngoài không nhiễm ô. Thì nội quan cảnh tâm vô kỳ vật, để ngoại quan hình bất chấp kỳ hình. Chúng ta trở về từ tĩnh lặng của tâm hồn, để gọi là sửa tâm. Rồi chúng ta phải nuôi được cái tánh lành, thì một phải kiểm tra, quay lại xét nét tâm hồn của mình để tu tâm mà. Bây giờ tu tâm là phải kiểm tra cái tâm đi sửa.
Là chúng ta phải quay lại để xét mình, xét tâm mình hằng giờ hằng phút. May mắn thay Đức Thầy cho chúng ta hai thời cúng lại nè. Quý vị biết, đi làm việc đầu chiều về cúng cái là quý vị có cái cơ hội ngồi lại để sửa tâm đấy. Rồi quý vị, trước khi đi làm, Đức Thầy dạy chúng ta phải cúng một cái. Chúng ta đọc những bài nguyện duyên hướng thanh tịnh, đó là chúng ta nhắc nhở bổn phận của mình. Đó là chúng ta kiểm tra cái tâm của mình. Rồi chúng ta trở lại cái giác tính bằng sự duyên hướng tốt kia. Nhật tích mình mỉm cười với nó và tiễn nó đi, không có để nó trong nhà trong lòng. Đó là chúng ta tu tâm đấy. Nó rất là đơn giản chứ đồng đạo à. Nhưng mà thật sự mình nói đơn giản như vậy đó, chứ nó không giản đơn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta đã quá lâu quá nhiều kiếp chúng ta quân tập, chúng ta ô nhiễm, nó tập thành một cái tập khí rất là nặng. Nghĩa là cái nghiệp chướng chúng ta nó quá dày đi, nó quá quen đi, nó quen theo tới tình đời. Cho nên cái ma nghiệp chúng ta nó quá lớn. Thì bây giờ chúng ta phải tu tâm dưỡng tánh lành, thì chúng ta phải quay lại giác tánh. Chúng ta phải sử dụng công phu, mà công phu tuyệt đối là hiệu quả cao thượng nhất, mà dễ dàng tốt nhất là niệm Phật. Niệm Phật là nhớ Phật, nhớ Phật là nhớ thanh tịnh, nhớ Phật là an lạc thanh tịnh của tự tánh hiện ra. Cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì dùng sáu chữ ấy mà Đức Thầy đã đưa chúng ta trong giáo lý này. Đó là cái cách duy nhất để chúng ta đẩy lùi được ma nghiệp vọng tâm sanh. Và chúng ta quay về cõi phúc đường chánh đạo. Đấy là chúng ta thực hành theo Phật Pháp Thiền Na trong thực hành đó. Thực ra thì nói thiền nói tỉnh là hai, chứ cái phương tiện cuối cùng nó là một, chứ không phải là hai gì cả. Dừng lại tất cả vọng niệm, đẩy lùi tất cả mê si, thì chúng ta trở lại giác tánh. Thì đó là chúng ta tu tâm dưỡng tánh lành. Xin đổi lại, dưỡng tánh là nuôi cái tánh. Mà nuôi cái tánh lành tức là tánh gì? Tánh từ bi thương người ta. Đức Thầy nói nhớ từ bi hai chữ ngâm nga vào lầm lũng cũng là trì trí. Nhớ mình là đạo Phật, là đạo từ bi, dĩ đức kháo sanh khoan hồng đại đạo, tuy tình thế đổi thay với tấm lòng nhân không đầy đổi. Đó là lòng thương vì tánh từ bi. Đức Thầy dạy bổn đạo, đạo Phật là đạo từ bi. Mà chúng ta là người tu Phật, chúng ta vỗ ngực mình là người Phật giáo hòa hảo mà mình không có từ bi là sao? Vậy thì nếu là chúng ta từ bi làm sao mà giận người ta được? Vì hiểu biết cho nên có thương yêu, mà có thương yêu thì không giận dỗi. Cho nên bây giờ là chúng ta hãy giữ lòng thanh tịnh. Đó, thì bây giờ giữ lòng thanh tịnh là chúng ta phải tu tâm dưỡng tánh lành. Rồi thứ hai nữa là gì? Bây giờ chúng ta phải có điều kiện để chúng ta tu tâm dưỡng tánh. Bây giờ chúng ta phải xem kinh và học hỏi xem kinh. Bởi vì không có một cái việc làm nào mà đi không đi qua cái ngưỡng cửa. Nhất là mở ra cái chân tâm ngu muội để thấy được cái giác tánh. Thì nó sự học kinh điển nó là một cần thiết vô cùng. Cho nên cái chìa khóa sự học ấy nó rất là cần thiết đối với chúng ta. Cho nên Đức Thầy bảo rằng khá chí tâm học hành kinh sám để mới thoát nơi miền hắc ám phong ba. Rõ ràng Đức Thầy đã dạy chúng ta rất là rõ. Vậy thì tu tâm dưỡng tánh lành, đừng cho ma nghiệp vọng tâm sanh, là chúng ta tu tâm dưỡng tánh. Thì muốn tu tâm dưỡng tánh cho biết được đường đi thì phải chúng ta học hỏi kinh điển, phải chí tâm học hành kinh sám, lòng hiền giữ vẹn sớm chiều, xem kinh niệm Phật mỹ miều mà cai. Quý vị thấy Đức Thầy dạy rất là cụ thể. Bởi vì chúng ta giữ cái lòng hiền thôi, chưa phát thành tiếng lành Phật gì mới làm hiền thôi. Giữ vẹn như vậy sớm chiều, rồi xem kinh để hiểu biết, rồi niệm Phật để luyện tâm, rồi cứ như vậy mà luyện khen kinh niệm Phật mỹ miều mà cai, bỏ bao nhiêu những cái gì đẹp đẽ giả ảnh của thế gian bỏ qua bên. Chúng ta cứ như vậy đi, rồi một ngày nào đó chúng ta tự nhiên là chúng ta dưỡng được cái tánh lành và chúng ta đẩy lùi được tất cả vọng niệm, thì chúng ta tu tâm đấy. Quý vị có đồng ý tôi chỗ này không? Vậy thì bây giờ số 1, giữ lòng thanh tịnh là tu tâm. Không có một pháp hành, quý vị không nắm được một yếu lý cơ công phu, thì chúng ta lấy gì làm điều kiện để mà dưỡng tánh lành? Để lấy gì mà đẩy lùi tất cả những vọng niệm, mà diệt tất cả những tánh dữ? Rồi chúng ta làm sao mà gọi là tu tâm? Vậy thì cái phương pháp niệm Phật như quý vị đã biết rồi. Bây giờ ở đây đề tài này chúng ta không tiện nói rộng nhiều pháp niệm Phật, bởi vì pháp niệm Phật cái đề tài ấy có rất nhiều người đã đồng đạo đã diễn tả rồi. Chúng ta chỉ nói vấn đề niệm Phật thì quý vị biết chúng ta tin tưởng vào sự nhiếp hộ của Đức A Di Đà. Chúng ta tin tưởng vào sự cứu độ của Ngài trong 48 lời đại nguyện. Tin tưởng rằng có cõi cực lạc ở bên kia, cách đây hơn 10 mươi ức Phật độ qua kim ngôn ngọc ngữ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu trong ngũ kinh. Chúng ta tin tưởng là chúng ta niệm Phật thì được bậc nhiếp độ và được giảng sanh. Chúng ta tin như vậy, tin sâu nguyện thiết và trì hành. Ba cái điều gọi là tín nguyện cũng hành kia, chúng ta cố gắng dâng lời thầy tổ dạy trong tháp tu. Chúng ta chuyên tâm niệm Phật đi đứng nằm ngồi, tưởng niệm chớ quên không đợi gì thời khắc. Đó là cái cách tu rất là dễ dàng, rất là hiệu quả mà khả thi. Chắc chắn là chúng ta làm được. Mỗi người chúng ta, dầu có bận rộn cách mấy, dầu ở một góc độ không việc nào, chúng ta cũng có thể tu được.
Đây là điều kiện tiên quyết và điều kiện cần thiết mà chúng ta phải nắm lấy để chúng ta dưỡng cái tánh lành. Mà dưỡng tánh lành là chúng ta tu tâm, mà tu tâm dưỡng tánh là chúng ta giữ lòng thanh tịnh, đó là chúng ta đã quy y. Đức thầy giải rất là rõ, quy y thì khá hành y, giữ lòng thanh tịnh rồi sau đó mới từ bi giúp đời. Thì bây giờ trước tiên cái giới giữ lòng thanh tịnh đó, là chúng ta phải tu tâm dưỡng tánh rồi, rồi chúng ta phải xem kinh học hỏi, rồi chúng ta phải niệm Phật ra cái gì nữa, còn một điểm nữa đó là làm lành. Vậy thì niệm Phật làm lành đó là hai cái điều mà không thể thiếu. Đức thầy trước khi mà đi người Pháp giờ đi, ngài sợ bổn đạo lo âu, dặn dò một điều rất cần thiết với bổn đạo trong bài dặn dò bổn đạo, bài từ giả bổn đạo khắp nơi. Ngài nói chỉ gọn một câu thôi, mà nếu bổn đạo nghe lời thầy thì nguyên vẹn cả một tâm tình sư đệ, cả một cái công trình tu tập nó còn trọn vẹn trong một câu dặn đó. Ta giàu có cách thông hương, dạng dân cứ chữ hiền lương mà làm. Thưa quý vị thân mến, một chữ hiền lương đó thôi, nếu chúng ta nghe lời thầy, nắm cái chữ hiền lương đó mà làm, thì đức ta chúng ta gặp đức thầy, chúng ta sẽ được đức thầy dẫn về Long Hoa Hội, và chúng ta hoàn mãn tất cả công hạnh mà thầy để lại dạy chúng ta. Một chữ hiền lương thưa quý vị à, tu là tu Phật tu tiên, tu cho rõ biết chữ hiền là sao. Một chữ hiền được thiết lập trong giáo lý Phật giáo Hoàn Hảo là quý vị thấy không phải đơn giản. Thì bây giờ nó không phải phạm vi của một dạy, thì đề tài của chữ hiền chúng tôi không có tiện nói nhiều để mất thời giờ. Vậy thì bây giờ niệm Phật và làm lành, đây là cái điều kiện mà tất cả chúng ta phải đi qua để chúng ta giữ lòng thanh tịnh, để chúng ta tu tâm dưỡng tánh lành, và chúng ta mới làm tròn với bổn phận quy y của chúng ta. Niệm Phật là chuyên tâm niệm Phật. Trong bài Quyển Khuyến Thiện, nếu như ai cố chí làm lành thì Đức Thầy bảo rằng chuyên niệm Phật để cầu sanh Phật quốc. Vậy thì người nào đã muốn làm lành, muốn quy y, muốn tu tập theo giáo lý của Thầy, thì Đức Thầy khẳng định là phải chuyên niệm Phật. Chuyên niệm Phật tức là tất cả đều tu, nhưng niệm Phật phải chuyên cần. Cái đó mới là căn bản, chuyên niệm Phật rồi cầu sanh Phật quốc. Vậy thì niệm Phật và làm lành, đó là hai cái điều cuối cùng ở trong giữ lòng thanh tịnh. Vậy thì chúng ta phải niệm Phật làm lành, chúng ta phải học hỏi tri tầm sám kinh, rồi chúng ta phải tu tâm dưỡng tánh lành để chúng ta giữ lòng thanh tịnh. Đó là cái giới thứ nhất trong cái quyền quy y mà Đức Thầy dạy đã đưa ra cho chúng ta. Quy y thì khá hàm y, giữ lòng thanh tịnh. Tiếp theo, từ bi giúp đời. Thưa quý vị, sau khi đã giữ lòng thanh tịnh thì trí huệ tự nhiên quý vị phát sinh. Cái điều này chúng ta tin tưởng mãnh liệt và có thể là có những luận cứ chắc thật. Bởi vì huệ tâm khai thì ngữ chuyển quyền thông. Hãy tâm trí tuệ phát sanh rồi đó, thì lòng quý vị sẽ sáng bưng và quý vị sẽ không một người lầm. Và chính cái sáng đó, nó làm cho chúng ta mới đi đến nơi, về đến chốn, thấy được rõ từng đường đi nước bước, cái nào đến nó hư. Và như vậy là quý vị mới ứng dụng cái chữ từ bi giúp đời mới đúng lẽ được. Và chúng ta mới nuôi được cái, bởi vì trong quá trình tu tâm dưỡng tánh đó là chúng ta nuôi được cái tánh lành rồi, nuôi được cái tánh từ bi rồi. Thành ra bây giờ đó là khi mà chúng ta đã giữ lòng thanh tịnh rồi thì chúng ta nuôi được cái tánh từ bi liền. Thành ra lúc đó chúng ta đem cái tánh đó, cái từ bi là tứ vô lượng tâm của Phật á, chứ không phải từ bi là cái tánh thầm phàm phu mình đâu. Mới từ bi giúp đời, mà giúp đời bằng cái tinh thần như vậy đó, thì giúp đời là giúp cho xã hội, cuộc đời chúng ta là bố thí hành thiện. Chúng ta đem tất cả cái gì chúng ta có chia sẻ với mọi người, mong rằng mọi người sẽ được an vui, và chúng ta chia sẻ cái nỗi mình có đến mọi người trong tinh thần từ bi bác ái, đó là giúp đời. Thưa quý vị, nếu chúng ta không có đủ trí tuệ thì chúng ta sẽ không có từ bi, và chúng ta không có từ bi thì sự giúp đời của chúng ta nó sẽ không có đến đi đâu cả. Quý vị còn nhớ Đức Thầy trả lời với báo quần chúng, khi mà một nhà báo đi vào bưng biền hỏi về cái ý tưởng xác thực của sự hành đạo, thì Đức Thầy đã trả lời mà chúng tôi có lần thuyết trình cả một đề tài. Sự ý tưởng xác thực của sự hành đạo là làm thế nào phát hiện cho được những đức tính cao cả phát hiện đức tính cao cả, thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sinh. Quý vị thấy là cái ý tưởng xác thực của hành đạo của Đức Thầy vậy đó. Vậy thì phát hiện đức tính cao cả là cái gì? Là từ, là bi hỷ xả đấy. Bốn đức này rất là lớn, tuyệt vời, cao rộng, mênh mông, mà chỉ có Phật mới đạt được cái cứu cánh đó sau khi đã có trí tuệ. Vì khi quý vị giữ lòng thanh tịnh rồi thì trí huệ mới phát sinh. Và trí huệ phát sinh rồi quý vị có cái hiểu biết. Và chính cái lòng hiểu biết này nó đẻ ra cái sự thương yêu. Mà thương yêu là từ bi đấy. Có hiểu biết mới có thương yêu. Và chính có thương yêu cho nên mới có hỷ xả, không dương mắt, không chấp nhất. Do nên khi đó lòng chúng ta đã trong, ý chúng ta đã thoát
lòng chúng ta đã đầy sự thương người thì chúng ta giúp đời mới hiệu quả và mới đúng đúng hướng. Còn nếu không, ngược lại, thì chúng ta giúp đời, coi chừng cái chuyện giúp đời của chúng ta nó bị cái tự ngã của chúng ta, bị tham đắm của chúng ta, bị ích kỷ tư tâm của chúng ta, nó biến cái chất Phật thành chất ma, nó biến con đường làm phải thành con đường làm quấy, và cuối đường đó là chỉ là tổ cho người ta cười bằng một sự mình đi chặt lắc không đúng gì hết, và đi không đến đâu hết. Cho nên Đức Thầy dạy rất là rõ, nào quy y thì phải làm y, làm y theo lời Thầy dạy là phải làm sao? À, tất cả chúng ta phải đi qua, phải kinh qua, nếu không thì gần như chúng ta không có quy y gì hết. Hiền và thứ thương xót, chính vì từ bi, đó là một đức tánh tột vời mà Đức Thầy nói rằng tâm từ bi sánh thể ngọc ngà, trong các báo khó bì thánh thiện. Khi mà chúng ta nuôi dưỡng thánh lành, chúng ta nuôi cái năng lượng từ bi đủ lớn trong lòng chúng ta, khi mà chúng ta có một trí tuệ sáng suốt, thì cái tư năng lượng từ bi ấy đủ ôm ấp tất cả những bất xứng ý và nghịch lòng, tất cả những khổ đau mà Đức Thầy dặn chúng ta rằng, rằng ngày giờ còn có kẻ trong chúng sanh chịu khổ thì ta cũng phải khổ vì họ vậy. Quý vị thấy Đức Thầy nào còn có kẻ trong chúng sanh chịu khổ thì ta cũng phải khổ vì họ vậy. Quý vị thấy Đức Thầy dạy chúng ta như thế nào? Đây là một tinh thần Bồ Tát tuyệt vời, cao trọng vô cùng. Chúng ta phải tự giác, rồi giác tha, rồi giác hành viên mãn. Chúng ta phải tự làm cho mình giác ngộ, rồi đem tất cả cái hiểu biết sáng suốt khôn ngoan kia nuôi thành một lượng từ bi, đem tất cả cái gì mình có bằng vật chất lẫn tinh thần mới ban rải cho tất cả mọi người, làm cho xã hội này nó đẹp ra, gia đình hạnh phúc ra, và cái nhân tình nhân loại sẽ hưởng hòa bình hạnh phúc. Đó là cái tư tưởng tột vời của Phật giáo Hòa Hảo đây. Đây là không phải lý thuyết, không phải là một sự vẽ vời, một cách tô bồi hay là một sự phóng đại, mà quý vị coi kỹ lại từng bước, từng lời, từng câu, từng chữ trong dấu, không phải là một vấn đề lý luận. Vậy thì từ bi giúp đời là sau khi đã là trao tâm dưỡng tánh lành, phải là giữ lòng thanh tịnh được từ bi giúp đời. Giúp đời là giúp làm sao? Nó có cái hai cái giúp đời. Bây giờ thường thường người ta hiểu rất là dễ hiểu là bố thí đấy. Bố là ban bà rải ra khắp nơi, thí là cấp cho. Vậy thì bố là rải đều ra, thí là cấp cho. Cấp cho cái gì? Tài, thí, pháp thí, vô uy thí. Tiền, tài, vật chất, cái nào mình có được, cả sức lực của mình. Rồi pháp là những cái hiểu biết về mình, về cuộc đời, về giáo pháp, về tất cả mọi kinh nghiệm sống, làm thế nào cho người ta an vui, hạnh phúc, người ta trở về giác tánh được. Đó là pháp thí, in kinh, giảng đạo, hay làm tất cả mọi phương tiện gì để cho người ta tiếp cận, người ta nhận diện được khổ đau của giáo pháp, người ta học được giáo pháp để người ta tiến tu, để gọi là pháp thí. Để đến cái chỗ vô quý thí, vô quý là không sợ, thí cái không sợ. Nghĩa là có người ta trong một chuỗi đài cuộc sống, cái sợ nó ngự chiếm tất cả trong cuộc đời, nó cháy. Sợ sâu xuông, sợ thú dữ, sợ cái này cái kia, sợ rắn cắn, sợ đủ thứ sợ, sợ nhất là cái sợ lớn nhất là cái sợ chết, sợ đau. Tất cả những cái sợ đó đầy ắp trong tâm của con người, làm con người không yên ổn được và không bao giờ hạnh phúc được. Cái sợ nó khống chế tất cả loài người. Mà bây giờ chúng ta là một cái người mà đem cái không sợ đi bố thí. Vậy thì đem cái không sợ bố thí là bản thân chúng ta phải là cái không sợ, phải không chịu đồng đạo. Bởi vì chúng ta không sợ, chúng ta mới đem bố thí cái không sợ cho người ta. Còn đằng này mình cũng sợ như người ta nữa, thì mình bố thí cái gì nào? Đâu có gì bố thí. Đây là một vấn đề mà chúng ta cần phải tư duy cho kỹ. Vậy thì bố thí cái không sợ, tức là vô quý thí, thì bản thân người ta phải tu đạt đến cái chỗ là vô ngã, không còn thấy cái ta. Chúng ta không còn phải hoảng loạn bất cứ một cái gì ở trên thế gian này. Chúng ta bình tĩnh, an lạc, thanh tịnh trong cuộc từng bước tu tập của chúng ta. Và như vậy cái vô quý đã có ở trong lòng của một người tu Phật, đã manh nha, đã có ý niệm rõ ràng trong tâm ý hướng của người tu Phật như chúng ta. Và chúng ta mới đem tất cả những ý niệm đó mà chia sẻ với mọi người để người ta thoát ra cái không sợ. Thì đây là một cái phố phí rất là cao, nó đòi hỏi một năng lực lớn, giống như một cái đối tượng bố thí mà cần một cái điều kiện mà cái kẻ giàu có và cao trọng lắm làm mới nổi, chứ không phải dễ như tài thí pháp thí đâu. Tài thí pháp thí thì dễ ở cả mình có cái gì cho cái nấy, pháp thí thì mình biết nhiều nói nhảy, còn cái vô quý thí thì không phải mà muốn cho thì được. Tôi ví dụ nha, có một người đó rất là sợ chết, bây giờ nói tới chết người ta quảng ra xanh mặt mày, trên rồi bệnh nhẹ thành bệnh nặng, bệnh ít sạch là đáng lý ra cũng không đến đổi gì, mà bởi vì chính sợ quá nó thành họ tưởng tượng ra quái, bắt đầu lâm vào tình thế bế tắc, thì cuối cùng trị không được. Bây giờ đứng trước cái cơn sợ chết đó, bây giờ quý vị cho cái không sợ chết rồi quý vị cho làm sao? Đâu bây giờ quý vị suy nghe hỏi lại lòng mình coi, mình cho người ta cái không sợ chết thì mình cho làm sao đây?
Quý vị phải đủ làm sao, đủ những lý luận, đủ những đức tính, đủ những cái công hạnh và công khu tu tập, quý vị phải đủ sức để quý vị chuyển hóa được cái tâm người đó. Để quý người đó mới đạt được niềm tin với Phật Pháp và không còn sợ nữa, thì điều đó không đơn giản đâu chứ đồng đạo. Không đơn giản. Chính vì lẽ đó mà tôi nói rằng muốn làm cái việc vô ý thí không có dễ đâu. Cho nên mà chúng ta cũng phải làm hết trơn đấy. Đó là nhiệm vụ bố thí giúp đời, thì tài thí, pháp thí, vô ý thí, ba cái món này chúng ta phải làm. Mà Đức Thầy đã đặt trên vai của chúng ta rồi. Thì bây giờ từ bi giúp đời là chúng ta đem cái lòng từ bi thương hết tất cả muôn loài, kể cả những kẻ mới chửi mình hôm qua, kể cả những kẻ lúc nào cũng đâm ngăn hông mình, thoát mình, tìm mọi cách giết mình, hại mình. Phải thương luôn tới những người đó đó thì mới gọi là từ bi của Phật. Bởi vì từ bi của Phật không có ranh giới, không có đối tượng, không có nhân, không ngã. Đó là tinh thần từ bi của Phật giáo, đó là tứ vô lượng tâm, đó là tính chất cao cả trong sự ý tưởng hành đạo của Thầy dạy. Vậy thì bây giờ muốn đạt được cái đó đó thì phải qua quá trình công phu tu tập như chúng tôi đã trình bày hồi nãy, đã giữ lòng thanh tịnh rồi. Bây giờ từ bi giúp đời, chúng ta phải đủ năng lượng từ bi để giúp đời thì giúp đời chúng ta mới hiệu quả. Còn đằng này chúng ta cũng giúp đời nữa, giúp đời dữ lắm mà, săn sái dữ lắm, làm xã hội từ thiện lăng xăng, mà coi lại thì đầu tư thì nhiều mà vốn liếng và xã hội nặng quá, coi lại không lời mà lỗ quá lỗ. Chúng tôi thấy có nhiều đồng đạo mình hết sức là lỗ luôn. Thậm chí có những người lại đi chệch hướng mà không hay, già, bệnh hoạn, ốm đau, cần phải thuốc thang săn sóc. Cha mẹ thì đã ở xa, không có ở nhà, để cậu ở nhà đi săn sóc. Mà cậu thì bây giờ phát tâm tu, để tóc bằng áo giặt khò, ăn chay trường. Rồi than với tôi nói: ông hai ơi, sao tôi không có đi làm xã hội được, tôi buồn quá ông ơi. Cái gì mấy cô tôi cứ rằng địch, cái cha má tôi rằng địch, điểm săn sóc ông nội bà nội tôi hoài, không cho tôi làm xã hội chứ. Thành ra tu vậy tôi thấy buồn quá. Tôi nói để không có một niềm vui nào trong khi ở nhà sao? Nó không có, thằng bức rứt quá, tối ngày mắt săn sóc ông nội bà nội hoài, bức rứt quá, không có vui. Thấy người ta đi làm đạo thấy vui, thấy ham, người ta đi kiếm thuốc nam, rồi người ta đi làm các nhà tình thương rồi thấy vui quá, con không có được gì con buồn quá. Cái câu nói mà tu đâu với bằng tu nhà, tôi giận với câu nói lúc á, mà tôi có quyền tôi thưa câu nói đó, bỏ tù câu nói đó luôn á. Tôi nghe nói mà tôi tội nghiệp quá, tôi thất cười, tôi nói để à, em chấp có để, cái đó không phải xã hội sao để xã hội đó, cái đó xã hội dữ lắm. Giả lại cần hết sức là cần đó, bởi vì ông ấy đối với mình ân nghĩa tràn đầy đó, ông sinh ra cha mẹ mình là cha mẹ mình chính mình ấy. Đây là trong cái tứ đại trọng ân mà chúng ta phải đặt lên hàng đầu để chúng ta chia sẻ đấy. Vậy thì săn sóc ông nội bà nội không là xã hội sao? Vậy thì tại sao để thấy không một được an lạc nào ở trong cái việc làm săn sóc ông nội bà nội vậy? Và để thấy rằng đi kiếm thuốc nam hay đi các nhà tình thương hay làm cái chuyện đông đông người ta vậy là vui, là như vậy mới vui, còn này không vui là không có đạo, là để nghĩ sao? Quý vị thấy chưa? Người ta tưởng đâu là làm cái kia đối với nó có phước, đi làm như vậy đó mới người ta gọi là cái làm xã hội, làm từ thiện mới vậy mới gọi là giúp đời. Còn cái chuyện ông nội bà nội ở nhà đây không có giúp đời. Thưa quý vị, cũng rất là nhiều người bỏ vợ con bồn ao bồn ến, không có ngó ngàng chuyện nhà mà tối ngày đi làm chuyện xã hội, rồi lại dên gian tự đắc nói tôi mà nói là hành đạo là như tôi vậy là quên chuyện nhà lo chuyện ta. Mà tôi thấy mấy cái đó hình như tôi coi lại tính toán hồi đó, trừ cái hồi lỗ túc lúc coi lại là mình háo danh háo tướng không à. Vì cái tướng cái danh ở bên ngoài, chúng ta quên đi một điều là cái thực tế của chúng ta đây á, là chúng ta không làm thì người ta đem ra, người ta lật tẩy ra thì thấy rất là rõ cái danh cái tướng của mình. Như vậy thì đâu có đủ trí tuệ, đâu có thanh tịnh, đâu có giữ lòng thanh tịnh, cho nên từ bi không có, cái từ bi của mình nó giả ảnh, nó đậu lớp, nó bị một cái gì đó chứ không phải là từ bi, bị một cái danh cái tướng nào đó, một cái lợi lộc nào đó mà mình đi giúp đời cái kiểu như vậy là hệ quả của nó chắc có được gì đâu. Như vậy thì cái thực tế của từ bi giúp đời phải được qua là tu tâm dưỡng tánh, phải qua được cái công phu niệm Phật làm lành mà Đức Thầy đã dạy chúng ta, quý thì khá làm y, giữ lòng thanh tịnh rồi thì mới từ bi giúp đời. Thì từ bi ấy là từ bi của năng lượng tứ vô lượng tâm, không có bị nhân ngã đàn tre, không có bị tất cả những tham sân si mạn nghi những cái tự ngã, thế mới thiệt thực là giúp đời. Còn mà chúng ta giúp đời mà cả lòng ngã mạn cống cao, cả thấy rằng ta đây là cái người giúp đời, rồi hãy để động cho mình một chút, mày mà không có hạt cơm của tao là mày bỏ xứ mày chết đời nào cái mày, mày đừng có làm cái giọng mày, mày ăn hột gạo cái giúp đời của mình tổ bảo láp làm cho người ta khó chịu, và rồi người ta sẽ tìm cách để trả ơn lại, rồi tự nhiên không có cái gì hết trơn. Đức Thầy biểu mình tìm cái không thì mới có, bây giờ mình tìm cái có thì thành không vậy à.
Cái điều màu nhiệm của những không có này, nếu có dịp là chúng tôi sẽ trình bày quý vị cái những không gì có này. Cho nên trong cái từ bi giúp đời, chúng ta phải lắng lòng suy tư, và suy tư rất là lung cái chữ này đó, để quý vị mới thấy rằng trong cái việc mà giúp đời gọi là bố thí và hành thiện. Đáng lý hôm nay chúng tôi sẽ nói rất là nhiều bố thí, về tài thí, pháp thí, vô vi thí. Nhưng mà cái đề tài này người ta giảng rất là rộng rồi, chúng ta khỏi cái nói cái vụ này nữa. Rồi giúp đời á, thì Đức Thầy nói rất đơn giản thôi. Giúp đời đừng đợi trả ơn, miễn tròn bổn phận hay hơn bạc vàng. Vậy thì qua câu này đó, thì cái chuyện giúp đời, bố thí, làm xã hội của chúng ta đó, là Đức Thầy khẳng định đây là cái bổn phận của chúng ta. Mà bổn phận là gì? Bổn phận chứ không phải là nhiệm vụ. Quý vị có phân biệt cái thế nào là nhiệm vụ, thế nào là bổn phận không? Nhiệm vụ là gì? Nhiệm vụ là cái công việc mà được người khác giao cho là chúng ta phải hoàn tất. Dầu không muốn làm, dầu có khi cái chuyện đó không muốn làm một chút xíu nào, nhưng mà vì trách nhiệm phải làm cho rồi, làm rồi nữa là trả lễ cho xong, thì gọi là nhiệm vụ. Còn bổn phận không phải vậy, không có ai biểu, khỏi cần phải ai rằng địch mình cái vụ gì, mà phải tự ý thức, tự giác, tự phải làm cho một cách hoàn mãn, là một làm một cách tuyệt vời, gọi là ý thức bổn phận mà làm. Thì cái bổn phận nó khác cái nhiệm vụ. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết là giúp đời đừng đợi trả ơn, miễn tròn bổn phận hay hơn bạc vàng. Vậy thì cái việc giúp đời chúng ta là những nó bổn phận sự của mình, chứ không phải là nhiệm vụ đâu quý vị. Chúng ta phải tự giác, chúng ta phải tự ý thức, mà phải làm, mà làm mà trong veo, không có nhân, không ngã, không có là cái gì cả. Ở trong chỗ từ bi ấy, thì chỉ giúp đời kia nó mới có hiệu quả, mới đúng cái tinh thần mà Thầy dạy chúng ta trong chỉ quy y. Xin quý vị tư duy chỗ này kỹ đi, quý vị sẽ thấy rằng Đức Thầy dạy chúng ta có ngàn, có ngữ, có lớp, có lan, và có tất cả những logic, tất cả những cái trình tự rõ ràng. Mà đồng đạo chúng ta nếu không khéo thì chúng ta sẽ ứng dụng lời dạy của Đức Thầy sẽ không hiệu quả, là bởi vì chúng ta làm không đúng. Kính thưa chư đồng đạo thân mến, vậy thì bây giờ từ bi giúp đời giúp không cách nào? Đây là một pháp lành, một pháp hành. Từ bi giúp đời là một pháp hành, một pháp tu, một pháp lập hạnh. Cho nên việc giúp đời phải thiết lập trên tinh thần tự giác, tự phát tâm, tự ý thức bổn phận như chúng tôi đã nói hồi nãy. Để kết luận cái phần từ bi giúp đời, thì giúp đời và từ bi là tình người, thương người, hoàn toàn vì tính vị tha chứ không vị kỷ. Hoàn toàn vì tính vị tha chứ không vị kỷ. Chúng ta làm mà vô tướng, tức là không có tướng nhân, không có tướng ngã, không có tướng chúng sanh, không có tướng thọ giả. Tứ tướng trong Kinh Kim Cang là không có, bởi vì phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Nhược kiến tứ tướng, phi tướng mới tất kiến Như Lai. Vậy thì việc làm của Như Lai là không có tướng. Chúng ta là đệ tử của Như Lai, muốn đạt đến Như Lai tánh thì chúng ta phải rời tướng, không có nhân ngã trong đó. Vô trụ là không không dính vào, không trụ tâm vào một chỗ nào. Thì như Đức Thầy dạy, muốn cho rắn nặng quá cù, phải xả thân làm khước thì diêm phù vượt qua. Có nhiều người nói mà tu niệm Phật kia nọ mới giải thoát, chứ làm phước làm sao giải thoát được, quá cầu phước. Nhưng xin thưa quý vị, làm phước, làm như lời Đức Thầy dạy là cũng được, là giải thoát đấy. Bằng chứng là xả thân làm khước, diêm phù vượt qua đấy. Vậy thì vấn đề làm phước đâu có phải nói là cái chuyện cầm tiền cầm bạc chút đỉnh cơm gạo cơm cá gạo tiền gì đó cho người ta gọi là làm phước không đâu. Chúng ta làm phước mà chúng ta phải hiểu phước đạo. Mình là người tu Phật, chúng ta là những người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Sự lầm về nhận thức, chúng ta nên dừng lại. Chúng ta dựng thành cái bản ngã u tối bởi cái mê lầm kia, chúng ta phải bỏ qua. Chúng ta phải thấy và chúng ta phải buông ra để chúng ta không bỏ bè kẹt trong các tướng. Chúng ta phải bỏ cái ta và cái của ta đó, bởi vì nó sẽ lớn lên nếu chúng ta biết không nuôi cái tánh lành mà chúng ta nuôi cái tánh đó. Và quan trọng khi chúng ta quay bước trở về, chúng ta hãy tự nghe lời Thầy dạy, hãy tìm hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật, hãy ráng sức thi hành, sẽ có Thầy ủng hộ. Thưa quý vị, cái cuối cùng của chúng ta đó là chúng ta phải nhận diện được cái tính vô ngã đó. Là vô ngã nó ở đâu mà thành vậy? Nói tự giờ lòng vòng. Mà tất cả khổ đau mà chúng ta lang thang trên nẻo luân hồi vô định này, nó chính cái thằng bản ngã không đó quý vị ơi. Cái tướng nhân tướng ngã đấy. Cái tính nhân ngã nó được hình thành bởi cái sự si ám của tam độc, tham sân si. Mà chính tham sân si nó làm thành vô minh, nó làm thành ra ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm cái tổ hợp này nó liên kết thành một con người chúng ta. Rồi chúng ta tự tưởng đâu đó là thật, bởi vì các ngài trí tuệ thì ngài thấy rằng ngũ uẩn là không.
Còn chúng ta lại lầm, chúng ta tự ngủ quên là thật. Chúng ta ôm ấp cái thật đó tạo thành cái tự ngã của mình, cái ta và cái của ta nó hiện diện. Nhưng mà Đức Thầy biểu phải tìm hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật, hãy ráng sức thi hành và có Thầy ủng hộ. Vậy thì bây giờ nếu chúng ta không ý thức được cái vô ngã mà chúng ta ôm cái bản ngã đó, thì vì sắc cỏ tưởng hành thức cái ngũ uẩn kia chúng ta lại thấy có mà không phải là lấy không. Thì quý vị thấy tất cả mọi khổ đau thế gian này nó chính từ cái chỗ này mà ra đây. Và rồi trên con đường về chúng ta, làm sao chúng ta về đến nơi, về đến chốn mà bình an cho được. Bởi vì chúng ta sẽ lang thang trên luân hồi vô định mãi mãi đấy. Kính thưa chư đồng đạo thân mến, đề tài trên con đường về, tức là chúng tôi muốn trình bày với quý vị những bước chân trên con đường quay trở về giác ngộ, dễ gì dễ đạo. Sau khi chúng ta đã có một nhận thức đúng, sau khi chúng ta đã dừng lại trên những bước đi quan giữa cuộc đời gió bụi, chúng ta dừng lại, chúng ta tôi đọc cho quý vị nghe hồi nãy. Quy là về, về đâu, về cửa Phật. Y có nghĩa là dân lời, khuôn mẫu. Vậy quy đạo Phật là nương về cửa Phật và làm y theo lời Phật dạy. Chúng ta là những người đã quy y, chúng ta là những người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta là người tín đồ của Đức Thầy tôn kính. Đức Thầy đã dạy điều gì? Chúng ta phải làm y. Ngài đã nói rằng làm theo lời chỉ Ngài lại gặp ta. Từng bước tu tập chúng ta cố gắng dâng lời Thầy, chúng ta gặp Thầy ở trong tâm. Không giờ nào mà chúng ta không gặp Thầy trong tâm thức của chúng ta. Tỉnh sai trong giấc mộng qua mơ màng cũng tưởng như ta bên mình. Tuy là hữu ảnh vô hình chứ dân lòng tưởng thì sân trình đảo lai. Nếu là chúng ta đã tin Thầy, chúng ta có một cuộc quay về như chúng tôi trình bày nãy giờ, và chúng ta đặt Đức Thầy trong lòng của chúng ta khi chúng ta quyết tâm làm theo lời dạy của Thầy, thì Đức Thầy ở bên kế bên chúng ta nhắc nhở dạy dỗ chúng ta mà. Chúng ta đã gặp Đức Thầy rồi mà, đâu phải còn xa cách gì nữa. Cho nên nếu trên con đường về, chúng ta phải biết bước những bước chân y theo những cái quy hướng của tinh thần quy y. Chúng ta phải ráng tu tâm dưỡng tánh lành, chúng ta phải học hỏi trí tầm sám kinh, rồi chúng ta phải niệm Phật, chúng ta phải ăn chay, chúng ta giữ giới, chúng ta làm lành, rồi chúng ta nuôi dưỡng cái đức tánh từ bi đủ lớn để thương, để hiểu biết mà có thương yêu mà không giận dỗi. Chúng ta xóa bỏ tất cả những nghiệt ngã trong cuộc đời, chúng bỏ đi cái bản ngã mê đắm kia. Chúng ta đem tất cả những lành thiện sáng trong của một người có hiểu biết, làm hết bổn phận một con người, chia sẻ với nhau trong tất cả về tiền tài vật chất cho hiểu biết, đó là bố thí, tài thí, pháp thí, vô quý thí, là từ bi giúp đời. Chúng ta hành thiện giúp đời theo tinh thần đó, thì đây là một cái lộ trình quy y mà chúng tôi thấy Đức Thầy đã trao chúng ta. Ngài đã giảng rất là rõ, tưởng chừng như là không còn cái nào rõ hơn. Thế mà toàn đạo trong chúng ta hôm nay, mình phải nói một điều rằng cái chữ quy y của Đức Thầy cần phải lặp đi lặp lại nhiều lần lắm, mà không có làm ý, chúng ta để ý hoài, cho nên chúng ta không gặt hái được hoa trái cuộc đời hành đạo. Chúng ta không cảm được cái niềm an lạc trên bước đi về, và con đường về của chúng ta còn xa lăng lắc, bởi vì chúng ta chưa được hạnh phúc, chưa được bình yên, và chưa đủ năng lực từ bi để giúp đời. Điều này rất là đau khổ. Vậy thì hôm nay chúng tôi trình bày với đề tài quý vị là chúng tôi trình bày những cảm nhận khi chúng tôi đọc giáo lý, chúng tôi tự ý thức nhiệm vụ của mình là thân phận một đệ tử, một học trò của Thầy, và một người bạn đồng đạo thân thương với tất cả chư đồng đạo có mặt. Chính trong tinh thần ấy, chúng tôi thấy tôi đã cảm nhận được và cố gắng trì hành, dẫu rằng những bước chân đi chúng ta còn chệch choạng, còn những cái chấp ngã chưa hoàn mỹ. Chúng ta đang tu, tất nhiên là chúng ta sẽ chưa có những điều trọn vẹn. Nhưng mà chúng ta thấy rồi, chúng ta cố gắng rồi, và chúng ta không còn làm nữa rồi. Chúng ta cố gắng nhắc nhở với nhau để chúng ta cùng nhau tiến tu, để cùng nhau gặp Thầy trong tâm thức, rồi sẽ diện kiến Thầy trong Long Hoa Đại Hội. Đó là tất cả những hoài bão lớn lao, những dạt dào trong cái gì mình cảm nhận được. Mong rằng có những cái lời lẽ gì trong đa ngôn đa quá có thơ thách, xin Nguyên Đồng Đạo lượng thứ chăm trước cho. Và những mong rằng chúng ta hãy nắm tay nhau cùng thể hiện tình thương của 10 con một cha khi Đức Thầy còn xa vắng, nhắc nhở cho nhau. Mình kính chào toàn thể chư quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn lại chú quý tư. Kính thưa quý vị, thì sau gần một giờ đồng hồ chúng ta nghe đồng đạo Thường Như chia sẻ với cái đề tài là trên con đường về, không biết là quý đồng đạo chúng ta ai có cái điều gì góp ý thêm
hoặc là có cái cảm nghĩ thế nào về cái bài nói chuyện của cái bài thuyết trình của đồng đạo Thường Như, xin cái gì cũng quan hệ đóng góp để với cái mục đích là làm cho nó được sáng tỏ hơn hay đầy đủ hơn, có gì nào không? Lại huynh tinh thiền nha. Ok. Nam mô A Di Đà Phật. Xin kính chào toàn thể quý đồng đạo có mặt trong room. Bên tôi giờ là 2:25-3 giờ sáng rồi. Thì suốt một tiếng đồng hồ đồng đạo Thường Như đem hết tâm trí mình ra để trình bày về đề tài trên con đường về. Tức là cũng khuyến khích chúng ta, mọi người đã quy y Phật rồi thì phải làm y, làm theo lời Phật dạy để chúng ta mau đi đến cái cứu cánh giải thoát. Thì để đóng góp thêm nói với lên đồng đạo để cũng góp phần trong việc xây dựng việc truyền bá giáo lý, thì tôi xin có hai điểm. Một là đóng góp chỗ giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời, cái thứ hai là về cái lý vô quý thí mà nãy đồng đạo cũng đã trình bày. Thì giữ lòng thanh tịnh tức là quả thật đây là cái sự sửa tâm tánh của mình làm sao cho nó được trở thành cái thanh tịnh yên lặng trong lành và sáng suốt. Đây là cái pháp tu từ lực từ bi giúp đời, thì đây là cũng cái pháp từ lực luôn. Thì hai cái pháp từ lực này nó gom lại nó gọi là đó là phải tu sửa cái tâm của mình cho đạt được cái trí tuệ sáng suốt. Còn hành khanh từ bi đó là phải hành cái hành bố thí thì nó mới đạt được cái đức tánh từ bi. Mà cao cả nhất đó là muốn đại đức Phật là từ bi hy xả. Thì giờ mình muốn giữ lòng thanh tịnh thì mình phải có các phương pháp để cái lòng mình được thanh tịnh. Mặc dù là đương nhiên là mình tu phải sửa tâm ra, mà sửa cách nào thì đức thầy đã dạy rất là rõ trong quyển giác này tâm kệ. Cái thứ nhất là cái pháp luật căn đừng nhiễm luật trần. Nếu mà lục căn mà nhiễm lục trần đó thì cái tâm mình nó không có thanh tịnh được. Cho nên cái lục căn căn mình mà mình giữ nó không còn nhiễm lục trần nữa, tức là nó không sinh ra cái lục thức. Mà đức thầy nói sáu đường ấy ở trong tâm ý, ta mau mau dứt nó cho rồi. Nếu tỉnh tâm nào có mấy hồi mượn trí đạo đuổi ra khỏi xác, dứt được nó ấy là giải thoát. Phải là cái hạnh mình hành theo cái hành giữ lòng thanh tịnh và sáu căn đừng nhiễm sáu trần, mà dứt được nó rồi thì mình đi đến con đường giải thoát và rốt ráo của đường hành đạo của mình. Hay là trong kinh Pháp Hoa thì cũng Phật có nói là lục căn thanh tịnh hiện thiên trên đó, khi mà sáu căn mình giữ nó, thu hút nó, không để cho nó nhiễm sáu trần thì nó thanh tịnh rồi thì cái Phật tánh nó sẽ lộ ra. Do đó mà thành Phật, đó là cũng là một cái phương pháp để giữ lòng thanh tịnh. Thêm nữa là cái pháp bát nhẫn. Bát nhẫn khi mà hành bát nhẫn đó, thì cũng Phật Niết bàn là cái quả vị tối thượng, còn nhẫn dục là cái khổ hạnh tối cao. Cái người tu nhất là anh xuất gia là cái nhẫn dục nó rất là đặc biệt. Thiếu nhẫn rồi thì nó không thành đạo được. Cho nên phải sửa cái tâm nhẫn, mà khi nào đạt được cái gọi là vô sanh pháp nhẫn, đắc được vô sanh pháp nhẫn rồi, đó là đắc cái pháp vô ngã của nhà Phật. Thì dù người ta có đánh đập mình, ta có giết hại mình vẫn thản nhiên, bởi vì lúc đó là cái tâm mình nó bình đẳng rồi. Thải thị dư pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ, cố dân là nậu đa la tâm nhiều tâm bồ đề. Đạt được pháp bình đẳng rồi, mình với muôn loài chúng sanh là chỉ là một thôi. Nó cái chỗ là cái cao nhất trong cái hạnh nhẫn nhục mà thầy gom lại là bác nhẫn. Hay là một điểm khác là cũng là để mình sửa cái tâm mình cho được thanh tịnh, thầy phải phá tan ngũ quẩn trong mình, chữ tham trong ý muốn mà tình gán định đánh trừ cho nó tuyệt, chữ gỗ sân hay diệt cho nó được thấp thoáng trong lòng. Thêm chữ si thiệt quá lòng vòng, nên tỉnh trí tìm ra dục tắc, chữ nhơ ngã cũng là quá khắc ta, cho nên phân biệt với người. Ngày cách luận là dẹp năm tên được mới mặn cười, vô pháp tướng mới là thật tướng. Đó là mình đạt được cái chỗ rốt ráo của nó là ngũ quẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Nó là cũng là cái phương pháp để trị cái tâm của mình.
Cái thứ hai, ngoài ra thì cú thứ sáu thì quý vị thấy cái một điểm nữa là cũng trong quỷ tư, Đức Thầy dạy phương pháp để trị cái tâm nó giữ lòng thanh tịnh, đó là pháp bát chánh đạo, là cái căn bản của cái đạo Phật. Hiền Lâm Phật thích thở xưa kia, non tuyết rèn ra bát chánh kia, phổ quá dân lành trong khắp chúng hoàn cầu, bốn biển khắp trên bia. Như hành theo cái bát chánh đạo mà nó đạt được cái cứu cánh giải thoát. Cho nên trong tám điều bát chánh đạo thì cái được chót là giữ tấm lòng bất động như như, cho hồn linh yên lặng an cư thì mới được quần nguyên phân bổ. Đó là mình trở về cái Phật tánh chân như trong lòng của mình. Thì đó là cái phương pháp để mình trị cái dục tâm của mình. Đó là mình phải giữ cái tu sửa cái tâm. Nó như vậy mới gọi là sửa cái tâm. Hay là vì dân xuôi thì Đức Thầy dạy bát chánh đạo ở trong cái buổi thứ sáu thì cũng rất là rõ ràng, nó đi tới cái chỗ chánh định. Thì nghĩa là chúng ta cũng đạt tới cái chỗ là rốt ráo liên hồng nhập liên qua, siêu sanh vào cảnh giới niết bàn. Còn nói về đức tánh từ bi thì hai cái này nó coi như nó đi song song, hãy có từ bi thì phải có trí huệ. Cái tách hai cái này ra đó, nếu mà có tu trí huệ không mà không tu từ bi đó, thì Đức Phật nói rằng đó là hai người tu theo hành tiểu thừa. Còn nếu có tu từ bi mà thiếu trí tuệ thì cái hạnh này là nó không giải thoát, bất quá là phước báo nhân thiên mà thôi. Cho nên hai cái này là từ bi và trí tuệ nó phải đi đâu với nhau. Đó là hạnh lục độ Bồ Tát, bố thí trì giới nhân nhục tinh tấn thiền định trí huệ. Nó đi cặp với nhau như vậy đó, nên gọi là tự giác rồi giác tha. Hai cái này nó đi vừa tự giác mà vừa giác tha, vừa giác hạnh viên mãn. Cho nên trên bước đường tu, nếu mà mình còn ở cái dạng mới tu thì cái mình ở cái dạng tu phước, hiệp nhau làm phước, rõ làm hiền nhân, hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm, đến đoạn ly khổ hạnh có lâm còn hơn lúc chung bao đồng Phật bự, xả thân làm phước thì diêm thù vượt qua. Thì cái làm phước đó, đó là cái hạnh từ bi. Nhưng mà càng cao hơn nữa khi mình mà có đủ cái phước, cho nên cái người tu bao giờ tu cái hạnh đại thừa Bồ Tát là không bao giờ buông bỏ cái tu phước, tức là không có bao giờ buông bỏ cái hạnh từ bi. Cho nên thầy là trong bá gia nhiều ít lòng chay để giữ trọn trong lành Phật pháp. Lòng chay đây là mình tu thì phải có hạnh từ bi, phải ăn chay niệm Phật, phải giữ giới, cho nên mình sát sinh hại mạng quá, mình không có tu phước như vậy thì đâu thể nào hệ được lòng từ bi được. Thì xin góp cái chỗ là từ bi và trí tuệ, hai cái này nó đi song với nhau, cho nên đi tới cái chỗ rốt ráo giải thoát. Và xin góp ý cái chỗ mà tu vui, cái nào là không sợ là mình cứu khổ ban vui, làm cho người ta được yên lành. Thì tùy theo cái hạnh, mình cũng vẫn làm được cái hạnh đó, mà cái đại diện cho cái cứu khổ ban vui đây trong kinh sách thì thấy rõ ràng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát Phẩm Phổ Môn, nhà trong kinh Pháp Hoa thì nói cái hạnh của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát rất là rõ ràng, bởi vì luôn luôn là hiện ra 32 tướng. Khi hình hiện thân Phật, thân trời, thân Bồ Tát, thân quỷ, thân súc sanh chẳng hạn vân vân, nghe là đủ hiện đủ muôn thân. Nào mà có sự gì đau khổ lo lắng cất lên tiếng than thì kêu tâm thinh cứu khổ, thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nghe cái tiếng than đó, cầu cứu đó mà ngài đến, ngài cứu độ. Đó là ban cho họ cái vô ý. Thì như chúng ta cũng vậy, chúng ta khi cái người mà gặp người lâm nạn đua chen giúp giùm, mà khi người ta lâm nạn người ta quá khổ quá sợ thì mình cũng phải cứu giúp người ta. Đó là thể hiện cái hạnh vô quý ở bậc thấp. Còn cái những cái chỗ mà họ bị nạn lớn quá mà mình chưa có đủ thần thông phép tắc như Quan Thế Âm Bồ Tát thì cái chỗ đó là mình chưa được. Khi nào mình được cái hạnh Bồ Tát rồi thì cái hạnh vô quý của mình nó càng lúc nó càng rộng hơn. Cho nên là nói chung là cái vô quý thí là lúc nào mình cũng tu thì nó cũng cái nó vô quý, nó cũng về cái hạng dạng làm phước mà thôi, làm phước cứu đời mà. Người ta lâm nạn, người ta khổ, người ta đói khó khát, cái hạng bây giờ người ta đang đương gặp cái người đó đang đói khát, nó đang có đói khát thì họ đang sợ run rẩy trong cái đói khát, thì mình giúp cho họ tiền bạc hoặc là cơm áo thì như vậy là họ thoát qua cái đó. Đó là mình cũng ban cho cứu khổ ban vui, ban cho họ được một cái phần phước nào đó, thì đó cũng thể hiện qua cái hạnh vô quý trí của nhà Phật. Thì tôi xin đóng góp thêm
về đề tài của đồng đạo thường nhiên trình bày để cho được dồi dào và phong phú hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn đạo Tịnh Thiền đã đóng góp. Không biết đồng đạo còn ai lên đóng góp thêm không quý vị? Thật ra mà nói thì trong cái phần mà đồng đạo Tịnh Thiền vừa chia sẻ đó, vừa góp ý thêm đó, thì tôi nghĩ rằng cũng có một số anh em đồng đạo khác cũng có một cái nhìn cũng không có hoàn toàn giống như đồng đạo Tịnh Thiền. Trong đó có chẳng hạn như cá nhân tôi chẳng hạn, khi mà nói tới tôi không có, tôi chỉ góp ý vào cái chỗ mà vô quý thí này thôi, vô chỗ bố thí này thôi, chứ tôi không có nói vô cái đề tài của anh Thường Như. Vì đồng đạo Thường Như đã nói mà nói một cách rất là dí dỏm, mà cái cách đó là cái cách trình bày có một cái đề tài thuyết trình của đạo pháp, tức là thường thường là khô khan. Nhưng mà đồng đạo Thường Như có một cái cách mà trình bày rất là dí dỏm, để cho cái người nghe nó lôi cuốn, cái người nghe theo dõi, cái đề tài nó rất là linh hoạt, hay lắm. Tôi mới trở lại cái phần mà chẳng hạn như để mà tránh cái, mà chưa chắc cái phần tôi nói là tôi góp cái là trên nó trúng đâu, nhưng mà tôi bây giờ cái đây là một sự thành thật của mình. Mình đóng góp một cách rất là chân thành của mình vô, để mà mình nhiều khi đó, bởi vì mà mình thấy như vậy thì những cái anh em là những cái vị đồng đạo của mình, hoặc bất cứ một người nào khi mà họ hiểu thấu nghĩa cái chữ bố thí rồi đó, thì họ mới hành thi thiết nó một cách mà có hiệu quả. Chẳng hạn như trong cái bố thí đó, mình thường thường nghe nó bố thí là cái đó là cái tu phước, thì gồm cả cái tu phước nó tức là nếu mà nó tu phước thì phước đức ấy, hay là cái chỉ hưởng cái phước báo thôi, phước đức thôi, để hưởng cái quả. Nếu mà còn ở cái quả mà nhân thiên đó, thì mình được hưởng cái phước báo đó mà mình được sung sướng hay là đẹp đẽ hay là thông minh, tất cả đó là cái phước phước báo hữu lậu. Nhưng mà theo tôi hiểu thì trong cái bố thí đó, ngay cả tài thí, bố thí, tài thí, vô quý thí và pháp thí, nó đều có một cái, nó có cái phước đức hoặc là công đức, là tùy cái khởi tâm của cái người hành, cái hành bố thí lúc bây giờ. Chẳng hạn như ngay trong cái tài thí thì thường thường mình nghe nó tài thí đó, nó là một cái phước đức hữu lậu. Nhưng mà nếu mà cái sự bố thí đó, nó phát từ cái tâm từ của một cái người mà khi mà bố thí họ không hề suy nghĩ tới một cái điều gì cho họ, mà hoàn toàn do cái tâm từ bi, tức là ban vui cứu khổ cho một cái người nào đó, một em bé đó, nó có một cái hai đồng thôi để nó mua cái nấm xôi nó ăn, mà nó thấy có một cái, nó đương mua nấm xôi nó ăn đó, mà thấy cái người kia run đói quá, nó thấy nó xúc động quá, nó thương xót quá, thương ông này người này quá, nó cho cái nấm xôi đó, hoặc là nó cho hai cái đồng tiền của nó để mà cái người đó họ mua thực phẩm để mà thức ăn để họ ăn. Thì cái bố thí đó nó cả có cả cái phước đức và cái công đức ở trong đó. Bởi vì cái công đức nó thuộc về cái tâm, chứ không phải thuộc về cái vật ở bên ngoài. Thành ra là cái công đức và phước đức khi mà mình hành cái hạnh bố thí đó, thì cái tâm. Cũng như là về cái mà vô quý thí cũng vậy, vô quý là không sợ, quý thí là cho, mình cho cái điều người ta không có sợ. Chẳng hạn như mình an ủi người ta đó, thì cái đó nó có thể là cái phước đức. Thấy người ta ở mà lo sợ gì đó, mình bảo bọc người ta là mình cũng cái đó là phước đức. Nhưng mà chẳng hạn bây giờ mình, bởi vì cái vô quý thí này và cái pháp thí đó, nó cũng có thể nó gồm chung nhau. Hoặc là ba cái này mình chia nó ra, nhưng mà thường thường nó cũng hay dính liền với nhau. Một cái người đó họ phạm tội rồi họ lo sợ cái vấn đề của họ họ thì mình nói chuyện với họ, mình khuyên họ là trong đạo Phật nó có một cái vấn đề gọi là sám hối chẳng hạn. Thì cái người mà biết con đường sám hối thì là sám, tức là mình thấy, mình nhận rõ cái sai phạm của mình, cái khuyết điểm của mình, mà hối tức là
mình hứa là sau này mình sẽ không có làm điều gì đó. Thì khi mà cái người đó phạm cái lỗi đó mà mình nói cho họ biết, nếu mà họ thành tâm sám hối đó thì họ sẽ được được mà cái giải đi cái nghiệp đó chẳng hạn. Thành ra là cái đó đó nó có tùy cái khởi tâm của mình mà cái mình có được cái công đức hay phước đức, hai cái nó khác nhau. Thành ra nó tóm lại đó là trong cái hành khi mà hành cái hành bố thí đó, công đức hay là có cái phước đức á, là nó do cái khởi tâm của mình mà ra. Đó. Thành ra là cái rất là tế nhị ở trong cái tâm, nó di diệu ở trong cái cách hành đạo của mình chẳng hạn. Ngay cả mà tu tập của hai người nó cái hiệu quả nó là khác nhau. Một cái người niệm Phật mà chân, một cái người mà tha thiết mà nhất tâm bất đoạn mà chỉ có một cái niệm Phật trong tâm họ mà thôi, thì khác với cái người mà cái tâm mà người ngồi đó mà dầu lồng lần chuỗi đi nữa đó, nhưng mà khi mà niệm Phật mà cái tâm không thanh tịnh thì nó cũng không hiệu quả gì. Cái điểm đó là tôi cũng xin góp ý thêm, để nhiều khi mình, tôi thì không dám nói cái này là mình nói đúng, nhưng mà để tránh cái tình trạng chẳng hạn như là mình khẳng định là bố thí nó chỉ có cái phần phước báo hữu lậu mà không có cái công đức vô lượng, thì cái đó nhiều khi nó không có không à. Vâng, thì một lần nữa xin cảm ơn cái sự đóng góp của đồng đạo Tương Thiền. Bây giờ thì tôi thấy những cái tay cử phách trong này đó, gió đồng, không biết bữa nay chỗ đó có mưa gió gì không, có thể nói được ít lời không? Gió đồng, chỗ đó có bị bữa nay có bị mưa bão gì không mà có thể nói được không? Đó, gió đồng không nghe ha. Bận ha, nghe mà bận chút ha. Ok. Rồi thì bây giờ chúng ta có thể thông qua cái đề tài của đồng đạo Thường Như.